thì đạo trước mắt. Còn mình thấy hai bên là không thấy đạo. Có gì ta hỏi thế nào là Phật? Sư đáp: nhật nguyệt sáng trời trần ướt cõi, ai biết mây mù rơi núi sông. Nghe chữ Hán: nhật nguyệt lệ thiên hà ướt sáng, thủy kim vân tụ lạc sơn hà. Hỏi thế nào là Phật thì Ngài trả lời: nhật nguyệt sáng trời trùm ướt cõi, nghĩa là trăng mặt trời nó sáng trùm hết bao nhiêu cõi, ai biết mây mù rơi núi sông. Tại vì mặt trời mặt trăng lúc nào cũng sáng trùm hết, bị mây mù mà mình không thấy thôi chứ có gì đâu. Như vậy Phật ở đâu? Phật ở ngay nơi mình, mà vì cái mê lầm, cái vọng tưởng nó phủ che, gọi là mây mù, cho nên không thấy. Thế nào hỏi được? Này đó, một đồng chỉ thích nằm lưng trâu, kẻ sĩ thường khoe được anh hùng. Nguyên chứ nế, một đồng chí quá ngoạ thưa bối, khổ hữu anh hùng khóa đắc y. Nghĩa là người một đồng thì nó thích nằm dưới trâu, còn những kẻ sĩ được ca được anh hùng. Như vậy thì cái ngồi lưng trâu, nằm lưng trâu đó là một sự sẵn của một đồng, phải không? Chứ không phải là cái chuyện gì lạ hết. Còn người học trò đi thi thì lúc nào cũng nghĩ mình thi đậu thì sẽ là một bậc anh hùng hò vua nước nước, thì cái đó là cũng là cái sẵn trong cái bản chất chứ không có đâu xa hết. Hỏi ý tổ và ý kinh là đồng và khác. Ngày đó muôn dặm nhờ thuyền đều đến triều vua. Như vậy ý tổ ý kinh đồng khác thì Ngài nói dồn cho vua ở sau muôn dặm, mình có chiếc thuyền thì đều đến được. Như vậy thì chiếc thuyền đưa mình đến triều vua, vua là chỉ cho cái chung, là cái chung đó nó từ cái dù đi thuyền, dù đi bộ đến gặp triều vua, gặp vua thì mình đều là đến mục đích hết. Như vậy ý kinh và ý tổ nó không có khác. Và thượng có việc kỳ lạ, tại sao con nói cho con? Ngài bảo: ngươi thổi lửa, ta hốt gạo, ngươi khắc thực, ta giữ bát, ai mà thua phủ ngươi? Ta nghe xong liền khai ngộ. Thì như vậy quý vị thấy đạo có gần hay xa? Quý vị có biết nấu cơm không? Quý vị biết hốt gạo không? Quý vị biết giữ bát, giữ đĩa không? Vân vân. Nếu có biết cái đó thì có đều là có đạo sẵn ở trong hết, trong đâu hết, không có phù phụ. Người nào mà không có cái chuyện đó, mà chỉ có mà không nhớ, có mà không biết là tại vì quên. Cho nên cái việc đó hết sức là đơn giản, hết sức là bình dị, mà chúng ta cứ tìm vào chúng ta. Như vậy đạo ở đâu? Đạo ở chỗ nào? Chính khi ăn cơm, khi rửa bát đó, đạo thằng sẵn đó rồi. Như vậy thì nghe hết sức là đơn giản. Nhưng mà tại sao mình không biết? Tại vì mình cứ tưởng đạo là hào quang sáng, đạo là cái gì đó rất là kỳ đặc, thế nên cho mình không thấy. Để thì tôi nói trở lại cho quý vị hiểu một chút. Khi chúng ta biết ăn cơm, chúng ta biết rửa bát, chỉ ăn cơm là ăn cơm, rửa bát là rửa bát, mà không có một nghĩ suy nào che con đầu mình, thì lúc đó là đạo rồi. Còn cái này chúng ta ăn cơm thì sao? Ngồi nói chuyện trên tay với tàu đủ thứ đó, cho nên đạo nó ảnh. Rửa bát cũng vậy, vừa rửa vừa nói chuyện âm sọt, cho nên đạo đi mất tiền, phải không?
Bởi vì khi nào, lúc nào trong đầu mình cũng đúng cái chuyện nó che, nó lấn, nó dặn nhau mà nó tuôn ra. Cho nên rồi đạo ảnh đi. Cũng như nó mây, mặt trời nó đang có sẵn mà bị mây nó cứ liên tục nó che mà không thấy. Như vậy thì biết đi, biết ăn cơm, biết rửa bát, thì cái biết đó là mình. Còn cái suy nghĩ là cái bóng dáng bên ngoài lượng đặt quá khứ để dồn vào thôi. Còn cái biết hiện tại mình đã bỏ quên. Chúng ta sống với cái quá khứ nhiều hơn hiện tại, phải không? Ngồi lại nhớ, nhớ chuyện gì? Chuyện năm trên, năm dưới, đâu đâu, phải không? Như vậy, nó chen, nó lớn, nó chiếm hết cả cái hiểu biết của mình. Còn cái hiểu biết hiện tiền mình bỏ, mình khóa lắm, mình nhớ. Bởi vậy tu thiền gì là gạt hết tất cả cái điểm quá khứ đó, cho nó lặng, lặng thì cái điểm tiền tự nhiên nó đầy đủ cái gì. Đó là một lẽ thật là chúng ta ít ai biết. Có một cái thật quý đó mà không ai hiểu hết, cho nên rồi chúng ta cứ chìm ở trong sanh tử. Vì ta đã nghe được cái đó ở mộ năm thứ 8 niên hiệu Chín Long Hợp Ứng 1177 Tề Lý Anh Tông sắp tịch sư từ giả chúng dặn các ngươi khéo tự gìn giữ như lúc ta còn chớ nhiễm thế gian sanh ra quyến luyến. Đến nửa đêm sư ngồi kiếp già mà tịch thọ hơn 80 tuổi thì cái lời dạy rất là đơn giản. Các ngươi khéo tự giữ, gìn giữ như lúc ta còn, chớ nhiễm thế gian sanh ra quyến luyến. Bởi vì thế gian nó không thật, mà chúng ta bị nhiễm, bị dính thế gian, mà bị nhiễm, bị dính thế gian thì đó là chúng ta quên mất hết cái đạo, cái chân thật của chính mình. Vì vậy mà bảo đừng dính nhiễm thế gian. Đó là phần thiền sư tôi giải xong. Bây giờ tới cái phần giải đáp cho Phật tử.